Em xin chào anh chị. Hôm nay em mời anh chị cùng ngắm một bông giả hạc với một cái tên rất hết hết sức là mỹ miều, năm cánh trắng Lâm Thồn. Thực ra thì cây này nó bây giờ người ta sử dụng cái tên khác rồi, bởi vì cái tên Lâm Thồn thì nghe nó không được lịch sự cho lắm, nên một số người gọi nó là cây năm cánh trắng Võ Tòng. Năm cánh trắng Võ Tòng thì đây là hoa của nó, và hoa này là hoa kích nha anh chị, nên nó không được, nói chung là nó không được được chuẩn 100%, nhưng mà với cái hoa kích như thế này thì em nghĩ là đã rất là đẹp rồi. Cánh cũng bay, có cái lưỡi là hơi dở tí thôi, lưỡi chỗ này nó bị gập này, lúc nở ra nó bị gập nên nó không có căng hết cái lưỡi. Còn màu thì đây nó hơi ám ở đây tí. Đây đó, đây là cây năm cánh trắng Võ Tòng. Thì ám hay không thì cái đó là chuyện của từng bông, chứ còn nó là đã cái bông của nó đã thành danh rồi, nó đã là năm cánh trắng rồi. Năm cánh trắng Lâm Thồn, năm cánh trắng Võ Tòng, bông nó đã thành danh rồi. Bây giờ nếu mà có gọi nó năm cánh trắng hay là không năm cánh trắng, hoặc là bàn đi bàn lại thì nó cũng đã định danh nó là như vậy rồi. Và mua, nếu mà anh chị mua sưu tầm thì cứ mua theo hoa của nó thôi. Có thể nó nở ra bị ám một tí thì có thể nó nở ra trắng hết, đó là chuyện của từng cây, từng vùng cây đem đi từng vùng và tùy chế độ chăm sóc. Cái bông này là bông kích nên em nghĩ bông kích nó bị ám, còn nếu mà bông hết thì nó sẽ rất là đẹp. Em ở đây em kích có một phát thôi, kích có một phát thì ở đây nó lên được một cái kỳ nhỏ, một cái kỳ to. Cái này nó là một cái kỳ, nhưng mà nó ở trên cái đầu kỳ nó lại ra hoa, và cái hoa nó bị đùi vàng chích nên nó rụng rụng cuống. Và cái này thì chắc chắn mầm gốc nó sẽ lên kỳ tiếp rồi. Còn ở đây nó cũng dạng như là một cái kỳ nó ra hoa, thì anh chị nhìn thấy cái cuống kỳ của nó là biết rồi, không không phải là cái cuống cuống hoa, nó là cái cuống kỳ, nhưng mà nó dạng như nửa kỳ nửa hoa á. Cái này thì nó không rõ lắm, nhưng cái này nè nó là cái cuống kỳ thật sự luôn mà nó lại lên hoa trên đầu, hên là còn được bông như này để ngắm hoa đây anh chị nè. Bị cái gì á, cái gì nó dính vô mà chùi nó không ra. Đó, đây là cây năm cánh trắng Lâm Thồn, năm cánh trắng Võ Tòng. Em vẫn còn một nụ nữa, nụ kia thì cũng là nụ kích, chắc phải sang năm cây nó khỏe lên rồi thì hoa nó mới đẹp được, sang năm để hoa nhiều nhiều ngắm cho nó sướng. Trong đấy em có mấy cây bệt, cây nói chung cũng chưa phải là bệt, nó là hàng ma bó. Đây đây, thêm một cái nụ nụ Võ Tòng kích nữa đây nè. Cái này là cây Minh Vũ, năm cánh trắng Minh Vũ, cây này tự nhiên luôn, chả đụng chạm tới nó hết. Mầm này chắc tương lai sẽ được 1 mét, này là được 2 4 6 8, thân này được 80 phân rồi mà. Ma bó đây, ma bó đây này, trong cái lô, nguyên cái lô mà em hay nói với anh chị là cái lô mà em trồng mấy năm mà không có hoa, nay được 2 bông, một bông như này, bông này thì nó đậm hơn. Và hôm nay cũng có một anh khách, anh cũng báo về là hồi đợt anh cũng lấy cho của em một giò ở trong cái lô này, thì hôm nay đã nở hoa bệt rồi. Thì cái lô này nói chung là hàng chuẩn ma bó nó vậy anh chị, nó bông nó đẹp, nó hẳn là có người chê cái khuôn bông này, nói em đăng lên thì chê cái khuôn bông này không phải khuôn bông ma bó. Em nói thiệt, chỉ cái khuôn này mà không ma bó, cái lưỡi này không ma bó thì cái lưỡi nào. Và nói thẳng luôn, cây ma bó mấy ngàn cây, cả trăm triệu cây, nó chả lẽ cây nào nó không giống cây nào. Đó, khuôn nó nè. Đây. Chứ anh chị mua cái giả hạt vùng nào mà được cái lưỡi này. Này mà nó đậm hết ra ngoài thì nó là thành bệt luôn rồi á. Dạ rồi, em xin chào anh chị. Còn một số cây thác bay đang nụ nữa. Hàng thác bay thì
Đây, bữa trước có mớ ra kỳ, cắt cái kỳ đó chia với anh chị đã sưu tầm giống rồi, bây giờ ra kỳ tiếp. Không thèm ra hoa nè, giờ ra kỳ hết luôn, kích lại ra kỳ này hoa nè. À không, cũng kỳ luôn. Nói chung là dòng này là thích kỳ lắm, thích ra kỳ hơn ra hoa. Đang có hai nụ chuẩn bị nở nữa đây. Dạ rồi, em xin chào anh chị ạ.